Một khoảnh khắc đầy cảm xúc đã diễn ra tại lễ hội Rang Panchami ở Ấn Độ vào ngày 30 tháng 3. Hàng ngàn tín đồ đang vui chơi náo nhiệt trong lễ hội Rang Panchami, nơi họ ném bột và nước màu rực rỡ vào nhau, thì bất ngờ một chiếc xe cứu thương xuất hiện. Chiếc xe cấp cứu gặp khó khăn khi di chuyển qua đám đông đông đúc. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi tiếng còi xe cứu thương vang lên, những người tham dự lễ hội đã lập tức dẹp đường, tạo thành một lối đi cho xe di chuyển qua. Nhờ sự nhường đường kịp thời của người dân, bệnh nhân trên xe cứu thương đã được đưa đến bệnh viện mà không bị chậm trễ. Nhiều người xem cho biết họ đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương và tự giác nhường đường cho xe đi qua. Bất chấp lượng người tham dự đông đảo và tiếng ồn náo nhiệt của lễ hội, nhiều người vẫn chú ý đến tiếng còi cấp cứu và sẵn sàng hỗ trợ. Truyền thông địa phương đưa tin rằng nhân viên an ninh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xe cứu thương di chuyển qua đám đông. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dân và lực lượng an ninh, chiếc xe cứu thương đã kịp thời đưa bệnh nhân đến nơi cần thiết.